Cuộc đời ca sĩ hải ngoại Mai Ngọc Khánh, giọng hát say mê, cuộc sống bây giờ ra sao? Ca sĩ Mai Ngọc Khánh tên thật là Mai Tuyết Hạnh. Cô sinh năm 1941, sinh ra ở miền Bắc, tại Bảo Ngũ, Nam Định. Gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống vào năm 1941, lúc đó cô mới được 8 tháng. Lúc đầu gia đình cô ở Khánh Hội, một thời gian sau sống tại Thị Nghè cho đến khi qua Mỹ. Gia đình của Mai Ngọc Khánh không ai khuyến khích cô đi hát. Nhưng cha cô là người có tư tưởng phóng khoáng. Ông đã mua máy hát, quay bằng tay và mua rất nhiều đĩa hát để nghe. Cứ ngày nào đến 5 giờ chiều thì cha của Mai Ngọc Khánh mở nhạc cho cả nhà cùng nghe. Đến lúc học trung học, cô giáo đã kêu các học sinh phải trổ tài năng khiếu. Mai Ngọc Khánh mới thưa cô giáo mình không thuộc bài hát gì hết, nhưng lại thuộc bài hát Bước Thì Việt Nam. Đến giữa kỳ trung học thì Mai Ngọc Khánh lại yêu thích nhạc. Lúc đó ba của Ngọc Khánh mua được radio. Mai Ngọc Khánh đã nghe những bài hát đó. Đến năm đệ tứ thì cô gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Lúc đó nhạc sĩ học ở Đà Lạt, trường Pháp, sau về Sài Gòn học đệ tam. Lúc đó Nguyễn Ánh Chính chưa nổi tiếng. Bạn thân của Nguyễn Ánh Chính là Hoàng Linh, rất giỏi về nhạc piano, và nhạc sĩ Lê Thành Đông học trên Mai Ngọc Khánh 3 lớp. Thế Mai Ngọc Khánh vóc dáng cao ráo, nhìn cũng được, nên nhạc sĩ Lê Thành Đông nói đệ tập cho Mai Ngọc Khánh hát. Vì mỗi năm mùa hè đến thì giám đốc trường Ngô Gia Cừ, nơi Mai Ngọc Khánh học, thường tổ chức một buổi ca nhạc kịch lớn tại rạp Adicto. Lúc đó mọi học sinh chuẩn bị, Mai Ngọc Khánh được nhạc sĩ Lê Thành Đông chuẩn bị bài hát Trở Về Mái Nhà Xưa. Giám đốc trường trung học thấy bài này buồn quá, ông không chọn. Trong lúc đó các lớp khác đã nhờ Mai Ngọc Khánh đóng kịch. Vào năm 1958, sau đó nhạc sĩ Lê Thành Đông đưa Mai Ngọc Khánh qua trường khác hát tại rạp Thống Nhất, bên trường Medicauri, nhận liền. Nói về lý do lấy tên Mai Ngọc Khánh, cô nói mình tên thật là Mai Tuyết Hạnh. Bây giờ nhạc sĩ Lê Thành Đông nói, bên đây toàn giới thiệu tên bằng tiếng Pháp, không thể nào giới thiệu tên Mai Tuyết Hạnh được, nên ông đổi thành tên Mai Tuyết Trinh, cho thẳng hàng, không có dấu nặng. Khán giả thời đó, năm 1958, chỉ biết có một ca sĩ hát về bài hát Trở Về Mái Nhà Xưa là Mai Tuyết Trinh. Sau này cô mới đổi tên là Mai Ngọc Khánh, lấy tên từ hai người bạn của mình. Mai Ngọc Khánh hát đến năm 1965 thì có một ca sĩ say mê cô. Cô hát trên sân khấu nhưng lại quên lời. Ca sĩ Linda lên nói bài này là bài tủ của chị, mà sao chị hát sai hết vậy? Mai Ngọc Khánh nói mình cũng không biết nữa. Sau này người chồng ca sĩ đó là ông xã của nữ ca sĩ cho đến bây giờ. Chồng của Mai Ngọc Khánh tên Công Xuân Phương, làm việc bên không quân, cùng khóa với chồng ca sĩ Thanh Thúy. Sau khi lập gia đình, một thời gian sau, ông xã của Mai Ngọc Khánh đi du học. Đến năm 1972, thì đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc mời Mai Ngọc Khánh đóng phim Đời Chưa Trang Điểm tại Đà Lạt và Tình Thù Rực Rỡ tại Cam Ranh. Trên đường đi về, kịch sĩ Tường Vi nói ca sĩ Mai Ngọc Khánh, giọng em còn hát hay như vậy, sao lại nghỉ uổng vậy? Do đó, giữa năm 1972, Mai Ngọc Khánh trở lại sân khấu. Thời điểm đó, nữ ca sĩ chuyên hát dòng nhạc Pháp, nhạc tua, làm người mẫu cho rất nhiều nhà may. Đến năm 1975, ca sĩ Mai Ngọc Khánh vẫn còn ở lại Việt Nam. Đến năm 1984, mới đầu nữ nghệ sĩ đến Seattle, sau mới đến Tasit. Chồng cô đã bảo lãnh các con cô đi trước vì chờ đợi người cháu ruột ở quê, và cùng đưa cháu gái sang Mỹ sau. Sau ngày qua Mỹ, ca sĩ Mai Ngọc Khánh đã gặp chủ trung tâm băng đĩa Thanh Lan. Mai Ngọc Khánh kể về kỷ niệm với ca sĩ Kim Chi. Vào năm 1958, ngày 1 tháng 5, Mai Ngọc Khánh chính thức hát cho phòng trà Việt Long ở trường Cao Thắng do nhạc sĩ Đức Quỳnh làm giám đốc. Thì đã có các ca sĩ đàn chị hát ở đó rồi, như chị Kim Chi, chị Mỹ Hòa, Thái Xuân, Thu Hương, Thùy Hương, Thanh Thúy, Lệ Thu. Các chị này chỉ hát một tiếng rồi đi hát chỗ khác. Riêng Mai Ngọc Khánh mới ra hát, nhờ anh Đức Quỳnh nên mới trở thành ca sĩ Mai Ngọc Khánh. Nên Mai Ngọc Khánh hát độc quyền tại đây, được các ca sĩ đàn chị thương mến. Nên đi đâu các chị cũng rủ Mai Ngọc Khánh đi những party vui nhộn. Riêng chị Kim Chi cũng hát độc quyền, chị rất đẹp và tốt lắm. Các khán giả thời đó đã mệnh danh cho chị là Pia Angeli, một tài tử nổi tiếng thời đó. Thời gian hát phòng trà Việt Long, một hôm có một vị công tử tên RL đến phòng trà rất sớm. Lúc có mặt chị Kim Chi, Mai Ngọc Khánh và Lệ Thu, thì cậu này móc trong túi ra một đống tiền để tặng Lệ Thu, vì cậu rất ái mộ Lệ Thu. Đến khi RL đi khỏi thì chị Kim Chi buộc miệng, trời ơi, toàn giấy một đồng không hà, vậy mà cũng bày đặt lấy lê. Tới rồi các chị cùng nhìn nhau cười.
Một điểm đặc biệt của phòng trà Việt Long là khán giả đến rất thường trực, như đại tá Lam Sơn, Võ Bị, Thủ Đức đại tá Ước, Công Quân thiếu tá Nguyễn Cao Kỳ, sau này là Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Lưu Kim Cương Hải quân, Công Xuân Phương Công quân, Ti sĩ Cung Trầm Tưởng Công quân, Họ sĩ Công quân, Nguyễn Cao Uyên, Hồ Đăng Nghĩa, Hồ Đăng Trí, Hồ Đăng Tính, vợ chồng luật sư Bùi Tường Chiêu. Nhưng có một khán giả thường trực ngày nào cũng có mặt, đó là anh Hoàng Đình Tứ. Một hôm trời mưa bão, không ai đến phòng trà ngoài anh. Thế là anh mời tất cả ca sĩ, nhạc công uống rượu bao hết đêm đó, làm nhất giả đế vương. Hiện nay Hoàng Đình Tứ vẫn còn sống mạnh khỏe ở Bonsa. 2 năm sau, Mai Ngọc Khánh không hát ở Việt Long nữa, vì được mời hát ở nhà hàng Đông Phương cho ca sĩ Bát Lâm làm MC. Bát Lâm nói cần thêm 2 người ca sĩ nữa. Mai Ngọc Khánh giới thiệu chị Kim Chi và chị Trúc Mai lên hát chung cùng giờ, nhà hàng trên đường Đồng Khánh, đối diện khi phủ trường Đại Kim Đô. Rồi những năm sau, Mai Ngọc Khánh đi hát ở nơi khác như Tứ Hải, La Cigali, Bồng Lai, Mekabani, nơi này hát chung có chị Thúy Nga, Mai Ly, và sau đó cũng là nữ ca sĩ Mai Ly hát độc quyền cho khiêu phụ trường Đại Kim Đô 6 tháng. Khi dứt hợp đồng thì nhạc sĩ Con Phùng, Huỳnh Hảo, Búc Hoa, A.N.K. rồi về Văn Cảnh, Mezitic, Caravel, Caruso. Rồi tới năm 1965 thì Mai Ngọc Khánh ngưng hát vì lập gia đình với phi công trong quân chủng không quân. Năm 1972 trở ra hát lại thì không còn gặp lại các chị ca sĩ cũ nữa. Năm 1985, Mai Ngọc Khánh qua Mỹ và được Thanh Lan, giám đốc trung tâm ban nhạc Thanh Lan, rủ đi Las Vegas. Trong khi Mai Ngọc Khánh đang ngồi ăn ở casino thì nhìn qua bàn bên cạnh thấy một người Việt Nam rất đẹp ngồi bên cạnh một người Mỹ. Tôi mới đứng lên và hỏi phải chị Kim Chi không? Chị trả lời là phải. Sau 25 năm tôi mới gặp lại chị. Tay bác mặn mừng, có hồi ướt nước mắt vì không thể ngờ được hai chị em ngồi nói chuyện. Tôi buộc miệng, chị to son màu đẹp quá. Thế là chị lấy cây son trong bóp ra đưa tặng tôi. Đó là bản tánh của chị. Rồi về sau các chị Kim Chi, Mỹ Hòa ở Pháp qua có mời tôi đi ăn ở trên Hollywood, nhưng tôi từ chối vì nghe nói một phần ăn là cả $100. Mà tôi thì mới qua Mỹ chân ướt chân ráo, không có tiền để mời lại nên từ chối. Sau này gặp lại chị ở nhà Monaco, có hát cho chị nghe bài Domino, chị lại yêu cầu hát tiếp, nhưng chưa kịp hát vì hết giờ. Cuối cùng thì chị qua đời rất yên bình và về cõi thiên đàng. Chúng tôi rất cảm ơn nhạc sĩ Đức Quỳnh cho chúng tôi có cơ hội trở thành ca sĩ.